các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào một số những cái thông tin ngày hôm nay thì cửa hàng dự báo muốn biết là tại sao Bitcoin lại tăng trưởng. Thì Bitcoin tăng trưởng đó, chúng ta có rất nhiều những cái thông tin tốt mà thường thường hay chia sẻ với các bạn hàng ngày. Chúng ta nói tới ngày hôm qua những cái thông tin như là chúng ta lại có thêm tỷ phú nào tham gia vào và nó tốt về Bitcoin, hay là chúng ta nói tới có thể là nước Brazil sẽ chấp nhận Bitcoin như là một loại tiền tệ, và Brazil các bạn thấy được là nền kinh tế lớn thứ 9 của quốc tế và là lớn nhất ở Mỹ Latin. Và chúng ta thấy được là tất cả những tin tức tốt đó, thì có thể là hỗ trợ cho giá cả. Nhưng mà sự thật thì chúng ta từng nói tới là cái số lượng Bitcoin và ngay cả Ethereum rời khỏi sàn đó đã rất là nhiều trong cái thời gian là 2-3 tháng qua liên tục, và chúng ta chưa thấy cái giá cả phản ứng, tại vì cần một thời gian trước khi mà chúng ta thấy nguồn cung và nhường cầu nó có cái sự phản ứng đến từ cái thiếu hụt của nguồn cung. Và khi mà chúng ta thấy được là nguồn cung cứ giảm đi như vậy, mà một ngày nào đó đột ngột chúng ta thấy được là cái nguồn cầu tăng lên, thì giá cả sẽ có sự tăng trưởng. Và tôi nghĩ đó là gì mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ. Và nhiều bạn đó thì chúng ta thấy được là nhìn vào những tài liệu on-chain thì nhiều bạn sẽ nói là tài liệu on-chain thì quá chậm, hay là tài liệu on-chain không có những cái cách để cho chúng ta có thể là chẩn đoán được những gì có thể xảy ra sắp tới. Thực sự mà nói là tài liệu on-chain đó, khi mà các bạn nghe thường chia sẻ đó, những tài liệu on-chain là thường là dành cho những người mà có cái thời gian giao dịch nó dài hơn, chứ không phải là các bạn thấy được là hôm nay chúng ta thấy là Bitcoin hay là Ether rời khỏi sàn là ngày mai giá phản ứng liền. Lúc nào cũng cần phải có cái thời gian để cho những cái sự kiện on-chain nó thấm vào trong cái nguồn cung cầu của Bitcoin, Ethereum vân vân. Đó là điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn. Điều thứ nhì đó thì các bạn thấy được là nhiều khi chúng ta thấy những cái thông tin tốt á, thì nhiều bạn nói là thông tin tốt để mà lùi gà, để mà xả hàng, thì nhiều khi các bạn nói thì sau đó giá cả cũng có sự đi xuống. Nhưng mà ngược lại các bạn thấy được là những tin tức tốt được chia sẻ liên tục trong vòng mấy tuần qua thì nhiều bạn cũng có cái suy nghĩ như vậy, nhưng mà các bạn thấy được là càng nhiều tin tức tốt giá lại càng tăng lên. Cho nên trên căn bản chúng ta thực sự là không thể nắm bắt được tương lai gần, các bạn thấy được là xa hơn đó, thì chúng ta sẽ dễ dàng có cái suy nghĩ là có thể đưa ra quyết định gì. Nhưng mà các bạn thấy là ngắn hạn đó thì thực sự không phải biết được ngày mai ra sao đâu. Các bạn có là một người mà giỏi phân tích kỹ thuật cấp mấy, các bạn có giỏi về phân tích căn bản cấp mấy, các bạn có giỏi phân tích on-chain cấp mấy, các bạn có cái lòng tin là cực kỳ cao là ngày mai giá sẽ tăng hay là giảm, hay là trong vòng 20 ngày tới các bạn chỉ thấy được là ngày mai, giống như các bạn nghĩ là trong vòng mấy ngày tới sẽ có sự điều chỉnh. Các bạn cứ nghĩ đi, ngày mai công ty Facebook hay là công ty khác nói là bây giờ là chúng ta đang lưu trữ Bitcoin cho ngân sách, thì các bạn thấy được là giá cả sẽ bay lên. Hay là các bạn thấy được là các bạn nghĩ là giá xuống, các bạn chắc chắn là như vậy, nhưng mà các bạn thấy được là ngày mai thì công ty Tesla lại nói là chúng ta bây giờ chấp nhận thanh toán sử dụng Bitcoin trở lại, thì các bạn thấy được giá cũng sẽ đi ngược cái suy nghĩ của bạn mà thôi. Cũng như vậy các bạn thấy được là chúng ta nghĩ là giá sẽ tiếp tục tăng trong vòng mấy ngày tới, nhưng mà chỉ cần là một thông tin xấu thôi được chia sẻ bởi Fed. Bây giờ Fed nói là bây giờ là Fed sẽ kiện Ethereum hay là bất cứ một đồng nào khác, thì sẽ dẫn đến là thị trường cũng sẽ cắm đầu xuống. Cho nên thời gian ngắn hạn thực sự là rất là khó đoán, cho nên thường thường hay chia sẻ với các bạn là dài hạn hơn đó thì chúng ta có thể là có cái phần chẩn đoán nó chính xác cao hơn. Cũng như là thường thường hay lấy cái ví dụ là nếu tôi hỏi các bạn đó, thường lấy ví dụ ngày hôm nay đi. Ngày hôm qua đó thì là trời mưa ở Cali. Ngày hôm nay thì dự đoán tối qua đó nha, chứ phải là thường xem ngày trước đó. Tối qua dự đoán hôm nay là sau ngày nó mát trời hơn, nhưng mà ngày hôm nay rất là nóng. Thì các bạn thấy được là thời gian ngắn hạn dự đoán thời tiết nó không có chính xác, nhưng mà dài hạn giống như là hỏi các bạn là từ đây cho đến cuối năm tháng 12 ở Cali thì trời lạnh hay nóng, thì các bạn có thể đương nhiên đưa ra cái kết luận là khả năng rất cao là đến tháng 12 của năm 2021 thời tiết Cali sẽ là lạnh, và lạnh khoảng bao nhiêu độ, cái độ chính xác nó sẽ cao hơn. Thì các bạn thấy được là chẩn đoán thị trường crypto cũng như vậy mà thôi. Thời gian ngắn hạn một yếu tố nhỏ thôi sẽ dẫn đến là thay đổi xu hướng ngắn hạn, nhưng mà cái yếu tố đó sẽ không ảnh hưởng tới xu hướng dài hạn. Tôi hy vọng là các bạn hiểu tại sao mình chia sẻ cái điều này với các bạn. Tại vì các bạn thấy được một trong những điều mà Thuận cảm thấy là an toàn hơn cho bản thân của Thuận trong thị trường crypto này và cũng như là thị trường tài chính nói chung, đó chính là trung bình giá. Thuận đã chia sẻ rất nhiều lần. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nói tới một số những cái thông tin nổi bật ngày hôm nay đi, và Thuận sẽ chia sẻ về cái thông tin liên quan đến là tình hình hiện bây giờ đó, có nghĩa là Bitcoin lại thấy cái sự tăng trưởng nhưng mà altcoin đứng yên thì chúng ta đã từng thấy trước đây hay chưa. Mà trước hết các bạn thì được là nếu nói tới những thông tin nổi bật ngày hôm nay mà dẫn đến cái sự xôn xao và hào hứng của Bitcoin đó, thì chúng ta được là hôm nay chúng ta có cái thông tin đến từ ngân hàng lớn thứ 5 của Hoa Kỳ. Thực ra hôm nay có tới 2 thông tin liên quan tới ngân hàng lớn. Ngân hàng lớn thứ 5 của Hoa Kỳ đó chính là US Bank. Thì US Bank đó đã dự kiến là sẽ thông báo dịch vụ lưu ký crypto của mình cho các nhà quản lý ngày hôm nay. Và dịch vụ lưu ký có nghĩa là những cái quỹ đầu tư đó hay là những cái nhà đầu tư lớn họ có thể là ký gửi crypto cho US Bank. Nếu như bạn hỏi là tại sao mà một người họ không có tự lưu trữ crypto của mình mà lại phải lưu ký với những công ty như là US Bank rồi lại phải trả phí. Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy được là những nhà đầu tư lớn đó thì họ sẽ không có muốn cái sự nguy hiểm là họ lưu trữ crypto bảo quản như thế nào, lỡ nhưng mà bị tấn công thì sao, bị hack thì sao, hay là mất khóa cá nhân thì như thế nào. Họ không muốn làm gì, họ chỉ muốn đưa cho một công ty lớn như là US Bank, rồi US Bank sẽ có bảo hiểm và bảo hiểm sẽ hỗ trợ cho họ nếu như mà có bất cứ một rủi ro nào xảy ra. Và đứng sau lưng US Bank sẽ là công ty NYDIG để mà cung cấp với dịch vụ này, để công ty US Bank cung cấp dịch vụ này cho những cái khách hàng của họ. Thì có thể nhiều bạn nói là tại sao công ty NYDIG không tự động đi kiếm khách hàng đi mà lại thông qua ngân hàng. Tại vì các bạn thấy được là ngân hàng họ đã có sẵn khách hàng rồi, cho nên hợp tác với ngân hàng là một trong những cái sự lựa chọn của công ty NYDIG. Và đây là công ty mà các bạn cũng đã nhớ là đứng sau lưng cũng là hỗ trợ và giúp đỡ công ty MicroStrategy về cái việc là làm sao để quảng bá Bitcoin với là những công ty khác muốn lưu trữ Bitcoin lâu dài. Thì họ nói đó là họ sẽ hỗ trợ dịch vụ lưu ký này cho những cái nhà đầu tư lớn, những quỹ đầu tư, thì họ sẽ hỗ trợ lưu trữ là Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, sau này họ sẽ hỗ trợ lưu trữ Ethereum. Thì các bạn thấy được đó là các công ty như là Bank of New York Mellon hay là State Street Bank đó, hay là Northern Trust đều đã công bố kế hoạch tương tự rồi. Thì bây giờ các bạn thấy được là công ty US Bank đưa thông tin này cũng không bao giờ là quá lạ, tại vì nếu như họ không làm như vậy thì họ sẽ bị bỏ lại sau lưng. Các bạn thấy được là đây là cái câu nói đến từ US Bank, đó chính là khách hàng của chúng tôi đang rất nghiêm túc về tiềm năng của tiền điện tử như một loại tài sản đa dạng. Tôi tin rằng không có quản lý quỹ tài sản nào mà không suy nghĩ đến tìm hiểu về Bitcoin. Đây là cái lời phát biểu của US Bank. Có thể nói được là cái lý do tại sao mà họ tham gia vào crypto cung cấp dịch vụ đó thì đơn giản là tại vì họ không muốn mất khách hàng. Khách hàng của họ đang rất nghiêm túc về cái việc là có crypto như là một loại tài sản trong quỹ đầu tư. Nếu như mà công ty US Bank mà không cung cấp những dịch vụ hay là có thiện cảm với lại crypto thì những khách hàng đó sẽ đi ngân hàng khác mà có thiện cảm hơn, thì họ sẽ mất khách hàng đó. Và các bạn thấy được là một khách hàng đó thì có nhiều chương mục, chứ không đơn giản là có một chương mục. Khách hàng có thể là gửi tiền vào trong ngân hàng, sau đó có thể là vay mượn để mà mua nhà, mua xe, cũng như là họ có thể có chương mục đầu tư. Cho nên mức của khách hàng sẽ mất rất nhiều chương mục. Cho nên đây là điều mà không ngân hàng nào muốn hết. Họ thích hay không thích cũng phải tham gia và hỗ trợ thị trường crypto này. Các bạn thấy được là Bitcoin có về đồ đá hay không thì không, chỉ có những người không chấp nhận Bitcoin mới vì đồ đá. Bitcoin có về số 0 hay không thì không. Lịch sử 12 năm qua cho thấy là giá Bitcoin chỉ thêm số 0 sau đuôi mà thôi. Kế tiếp là một thông tin cũng là đến từ một ngân hàng, và ngân hàng này lớn hơn nữa, đó chính là một ngân hàng mà nhiều bạn quen thuộc là ngân hàng Bank of America. Thì ngân hàng Bank of America đó đã nói là tài sản kỹ thuật số quá lớn để có thể bỏ qua. Chúng tôi tin rằng tài sản kỹ thuật số dựa trên crypto có thể tạo thành một kênh tài sản hoàn toàn mới. Đây là cái lời nói đến từ Bank of America, và các bạn thấy được là họ nói là họ rất lạc quan về triển vọng dài hạn của crypto. Và không chỉ riêng là crypto, trong cái bài viết này của Bank of America đó, khi mà họ chia sẻ với nhà đầu tư đó, thì các bạn thấy được là không chỉ riêng về Bitcoin, họ nói rất rõ là tuy Bitcoin là cái đồng đứng đầu, nhưng mà Bitcoin chỉ là một phần mà thôi. Họ rất là quan tâm đến, các bạn thấy được là những ứng dụng phi tập trung, có nghĩa là DeFi, hay là họ nói tới NFT, và họ cũng nói tới những cái đồng khác, đặc biệt là họ nói tới những đồng như là Ethereum, vân vân. Cho nên các bạn thấy được là Bank of America cũng là một những ngân hàng mà không có thiện cảm trước đây. Có thể là các bạn vừa tham gia crypto trong gần đây cho nên các bạn không biết cái cảnh của ở Hoa Kỳ năm 2017 và 2018 đó. Lúc đó các bạn thấy được là dùng ngân hàng đi sử dụng cho Coinbase, nhiều khi là ngân hàng bị đóng băng, nói là không cho phép dùng tiền để mà sử dụng để mà mua crypto trên Coinbase, hay là không cho phép sử dụng những thẻ như thẻ tín dụng để mà mua crypto. Các bạn thấy được là rất khó khăn thời điểm đó, và những công ty đó nhiều khi là họ không có khả năng để mà có thể có được dịch vụ ngân hàng, tại vì nhiều ngân hàng không có chấp nhận cung cấp dịch vụ cho những cái sàn giao dịch. Bây giờ đã khác xưa rất nhiều rồi, nhưng mà các bạn thấy là ngân hàng bây giờ đã hoàn toàn di chuyển 180 độ và ủng hộ crypto này. Thông tin kế tiếp đó là thông tin này đến từ Tổng thống Bukele. hay là Bukele, tùy các bạn đọc như thế nào. Thì tổng thống này là tổng thống của El Salvador, và thông tin chính thức được chia sẻ bởi tổng thống Bukele, đó chính là bắt đầu từ ngày mai, người dân của El Salvador sẽ có thể được giảm 20 cent mỗi gallon, có nghĩa là giảm 20 cent mỗi 3,7 lít xăng đó, khi mà họ sử dụng xăng. Khi mà họ sử dụng xăng, họ trả cái phí sử dụng cái ví civil, cái ví mà các bạn có thể dùng để mà trong nước El Salvador để mà trả sử dụng thông qua mạng lưới của Bitcoin Lightning Network đó, thì cái người tiêu dùng sẽ có thể được giảm 20 cent mỗi 3,7 lít hay là mỗi gallon. Thì nhiều người cho là cái tin này nó sẽ làm tăng cái nhu cầu dùng Bitcoin, tại vì các bạn thấy được là ai thì cũng phải đổ xăng, cho nên đây là một cái nhu cầu mà người dân có hàng ngày, và nếu như mà đổ xăng mà sử dụng Bitcoin thì cái nhu cầu sử dụng Bitcoin nó sẽ tăng lên. Và đương nhiên khi mà chúng ta nói sử dụng Bitcoin thì đương nhiên không phải là sử dụng Bitcoin thông qua cái mạng lưới của tầng 1 mà thông qua mạng lưới của tầng 2, đó chính là mạng lưới Lightning Network, để các bạn có thể là có cái tốc độ cực kỳ nhanh và hầu như là không có phí. Và các bạn thấy được là người ta nói đây là cái thông tin có thể dẫn đến nhu cầu sử dụng Bitcoin tăng. Tôi thì nghĩ là tổng thống Bukele đang châm dầu vào lửa. Đây là cái thông tin đến từ nước El Salvador mà hôm nay cũng được nói tới rất là nhiều. Điều kế tiếp nữa là các bạn thấy được đây là một cái sự chia sẻ đến từ Plan B. Thì nhiều bạn hỏi thượng đó là chúng ta nhìn vào những cái đường màu này là nghĩa gì. Thì các bạn thấy được là đây là cái sự bắt đầu đó là đến từ cái ngày Bitcoin Halving. Thì các bạn cũng đã biết là Bitcoin Halving là một cái hiện tượng là khoảng chừng mỗi 4 năm đó, tính theo số lốc, nhưng mà mỗi 4 năm trung bình là xảy ra một lần. Lúc đó thì cái nguồn cung của Bitcoin đó, cái nguồn mà đào ra được đó bị giảm đi phân nửa. Thì các bạn thấy được là mỗi một lần mà điều đó xảy ra đó, thì cái biểu đồ này cho đó là cái sự bắt đầu của một cái mùa boring, cái mùa tăng trưởng. Thì cái đường mà các bạn thấy là màu xanh nhạt bên trên này đó, đó chính là cái mùa tăng trưởng từ năm 12 cho đến kết thúc là năm 16. Kế tiếp nữa các bạn thấy được là cái đường mà màu xanh đậm hơn đó là cái mùa tăng trưởng của năm 16 và kết thúc là năm 2020. Sau đó chúng ta có cái Bitcoin Halving năm 2020. Thì cái mà chúng ta thấy được đây đó là đương nhiên là những cái đường này đó nó đã được đồng bộ hóa để các bạn dễ nhìn hơn. Nhưng mà cái chúng ta đang nhìn đó chính là cái xu hướng của những cái đợt tăng trưởng trước đây. Và cái đợt tăng trưởng của năm nay là đường màu đỏ này đó, thì các bạn thấy được là có cái phần giống nhưng mà cũng không hoàn toàn giống hai cái mùa tăng trưởng trước đó. Nhiều người đó thì bây giờ đương nhiên lòng tin rất là cao, đó chính là cái đường màu đỏ này đó, cái khả năng là giống cái đường mà màu xanh nhạt bên trên này nhiều hơn. Đây là cái đợt tăng trưởng năm 13 mà chúng ta có hai cái đỉnh. Cái đỉnh được tạo ra hồi tháng 4 và sau đó thường nhớ là khoảng tháng 11 là có thêm một đỉnh nữa. Thì nhiều người cho là Bitcoin bây giờ đang trên con đường lặp lại và sẽ tạo ra thêm một cái đỉnh mới. Và Thuận thì nghĩ là điều này đương nhiên là một điều hoàn toàn có thể, cũng như là chúng ta thấy là có thể năm nay đường màu đỏ này sẽ hoàn toàn đi theo một cái xu hướng khác hoàn toàn cũng có thể luôn. Chúng ta bây giờ chỉ thấy được là tình hình bây giờ thì giá Bitcoin nếu như mà so sánh với lại năm 2017 hay là năm 2013 trước đó, thì nhiều người cho là cái mô hình Bitcoin bây giờ nhìn giống như là năm 2013 hơn là năm 2017. Đó là điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn thông qua cái biểu đồ này được chia sẻ bởi Plan B. Và có một bạn đó là hỏi thượng là cái vấn đề liên quan tới Bitcoin. Thì Bitcoin các bạn cũng đã biết là một trong những lý do tại sao mà những thợ đào tham gia vào đào để họ bảo vệ mạng lưới đó, là tại vì khi mà các bạn đào thành công các bạn sẽ được thưởng Bitcoin. Nhưng mà người ta nói khi mà Bitcoin đã không còn nữa, có nghĩa là các bạn đào hết Bitcoin rồi, thì cái nguồn thưởng nó không còn, thì những thợ đào chỉ có thể lấy cái phí giao dịch mà thôi. Cái phí đó có đủ hấp dẫn để những thợ đào tiếp tục bảo vệ Bitcoin hay là không, hay là lúc đó mạng lưới Bitcoin sẽ như thế nào. Không ai bảo vệ thì có phải là mạng lưới Bitcoin sẽ hoàn toàn sụp đổ thời điểm đó hay không. Thì các bạn nên hiểu là điều đó xảy ra bây giờ chừng đó là năm 2140. Có nghĩa là còn khoảng chừng 119 năm nữa. Tôi nghĩ là 119 năm sau thì không còn mấy ai đang nghe video này mà có thể chứng kiến được ngày đó đâu. Tôi nghĩ là con cháu mình sau này, có thể là cháu của Thuận sau này mới biết là lúc đó như thế nào. Cho nên Thuận bây giờ cũng thực sự không quan tâm nhiều đến những cái chuyện mà xảy ra lâu tới như vậy. Các bạn thấy được là 119 năm, nhiều cái tiền pháp định không có tồn tại lâu như vậy. Chứ đừng có nói tới là chúng ta nói tới một cái loại tiền tệ mới như là Bitcoin. Chúng ta bây giờ hãy quan tâm đến thời điểm bây giờ mà thôi. Thường chỉ quan tâm đến từ đây đến cuối năm tình hình như thế nào. Thì nói tới đây đó, chúng ta nhìn vào cái thông tin kế tiếp là một thông tin đã xảy ra ngày hôm qua rồi nhưng mà Thuận không có thời gian chia sẻ trong video ngày hôm qua. Đó chính là công ty TikTok đã mua nguyên một cái trang ở trên The Times để mà quảng cáo về NFT của TikTok. Thì các bạn hiểu TikTok đó là một trong những cái nền tảng mà cách đi không lâu nói là họ không thích những cái video liên quan đến crypto trên nền tảng của họ. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là chỉ một thời gian ngắn sau đó thì TikTok đã hoàn toàn ủng hộ crypto. Nhưng mà các bạn thấy là nhiều bạn nói là bây giờ đó có thể làm những cái content, những cái video liên quan tới crypto trên TikTok hay không? Thì câu trả lời là vẫn được. Họ chỉ không thích những cái video liên quan đến mà FOMO nhiều quá, hay là họ không thích những cái video liên quan tới lừa đảo mà thôi. Còn nếu như mà các bạn muốn làm những cái video liên quan đến crypto mà chỉ chia sẻ thông tin thì bây giờ trên TikTok vẫn còn rất là nhiều và họ vẫn cho phép.